Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình với bà xã của mình có làm cái món mắm cá thu chân trứng cùng với thịt băm đó các bạn. Món làm nhanh, ăn trong những ngày se lạnh. Các bạn hãy chú ý theo dõi nha. Nguyên liệu thì mình sẽ chuẩn bị thịt nạc xay hoặc là thịt băm khoảng chừng 100g. Rồi một lát cá mắm thu đó các bạn, mình mua ở ngoài chợ, mình đã lóc xương rồi để sẵn trong chén. Gia vị ướp gồm có hành tím, gừng, ớt, tỏi. Mình băm đồ băm rồi đó các bạn. Thêm ít hành lá cắt nhỏ nữa nè. Rồi một gói đường trắng. Nguyên liệu của mình đã chuẩn bị xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho mắm cá thu vào thịt xay để mình ướp luôn các bạn. Mình sẽ trộn đều nó lên cho nó trộn chung với thịt cho đều. Sau đó mình cho ớt nè, ớt băm đó các bạn. Rồi tỏi băm vô luôn, hành tím băm cho hết vô luôn, cộng với cái gừng á, mình băm nhỏ cũng cho vô luôn cho nó thơm, đỡ tanh có mùi vị của cá. Sau đó mình trộn đều cho các gia vị này lên nó hòa quyện với nhau. Rồi cái chén hành lá mình sẽ cho chừng khoảng ít, còn ít để chút nữa mình bỏ lên sau. Thêm một muỗng cà phê tiêu đó các bạn, cho vô. Đường cát trắng mình sẽ cho 2 muỗng cà phê để nó làm dịu lại cái vị mặn của con cá. Mình sẽ trộn đều nó lên, trộn đều lên luôn đó các bạn. Tiếp đến thì mình cho cái trứng nè, trứng mình cho 1 quả vô luôn nè, đập cái trứng cho hết vô. Quả thứ hai thì cái lòng trắng mình chỉ lấy cái lòng trắng thôi các bạn, mình lọc bỏ để cái lòng đỏ lại, lát nữa mình cho lên. Sau đó trộn đều nó lên cho gia vị nó tan ra. Rồi mình sẽ để cho gia vị thấm trong vòng 20 phút rồi mình sẽ đem đi hấp. Bây giờ mình đem đi hấp nha các bạn. Hấp thì cũng đơn giản, mình cho vô nồi, mình sẽ canh thời gian hấp 20 phút hoặc hơn nữa để cho thịt cá nó chín đó các bạn. Như vậy là chén mắm chưng của mình nó đã chín rồi đó các bạn. Lúc này mình sẽ lấy cái lòng đỏ này nè, cho nó lên bên trên mặt á, bỏ cái lòng đỏ lên mặt để cho nó đẹp. Sau đó thì mình sẽ đậy nắp, mình hấp thêm chừng 1 phút nữa là chín rồi đó các bạn. Mình hấp thêm 1 phút nữa là xong. Như vậy là xong rồi. Lúc này mình sẽ rưới ít hành lá lên, rồi mình sẽ cho vài cái lát ớt này lên luôn cho nó đẹp. Như vậy là mình đã làm xong món mắm cá thu hấp trứng cùng thịt băm. Món này ở thời tiết nó hơi lạnh lạnh nên mình ăn rất là thích hợp cho bữa cơm. Với cách làm cũng nhanh đó các bạn. Mình sẽ ăn kèm cái chén canh chua lá giang này nè. Rồi mình sẽ ăn cái này với cơm trắng, cơm nóng hoặc là cơm nguội gì cũng ngon luôn đó các bạn. Xin mời các bạn dùng nha. Để mình cắt cái hạt mình sắn lên cho các bạn xem bên trong nó làm sao nha. Đó, bên trong nó chín mềm, mùi thơm gia vị lắm các bạn. Cái gia vị nó thơm lắm. Phía bên trên thì có cái trứng, lớp trứng mỏng đó các bạn.
Đó, lớp trứng mỏng vàng vàng đẹp nè, mình cho vô chén. Mình gắp miếng dưa leo vô, cho vô chén ăn cho nó ngon, nó giòn giòn, nó ngon. Xin mời các bạn dùng nha, mình ăn nào. Mình hấp miếng nước canh chua chua cho nó ngon. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Nếu thấy hay vui thì hãy nhấn like, đăng ký kênh rồi chia sẻ đến mọi người cùng xem nha các bạn. Món ngon lắm á, mình ăn cơm ngon lắm. Rồi giờ mình sẽ ăn tiếp cho nó hết chén cơm các bạn. Ngon lắm á, nó thơm, mùi gia vị thơm. Gia vị thơm ngon.